chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi hôm nay xin được gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Kính thưa quý vị tin vui và quá sốc. Rộ tin Tổng thống Thái Anh Văn yêu phi công trẻ Việt Nam chu cấp biệt phủ và tiền trị giá hàng triệu đô la. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin trước đó trong phiên họp bất ngờ của quân ủy Trung ương Trung Quốc diễn ra vào ngày hôm qua, Chủ tịch nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chỉ thị ngầm ra lệnh cho tình báo Trung Quốc phải ám sát đại tá Nguyễn Văn Thế của Việt Nam. Viên đại tá này sang Đài Loan vào hồi đầu năm ngoái hiện đang chỉ huy 2.000 lính Việt Nam tại Đài Loan. Đây là đội quân hợp tác giữa hai nước vừa lao động vừa tham gia trao đổi kinh nghiệm chiến đấu giữa hai nước trong gần hai năm qua. Đại tá Nguyễn Văn Thế đã giúp cho bà Thái Anh Văn rất nhiều trong sách lược chiến đấu chống lực lượng ngầm của Trung Quốc tại Đài Loan. Nếu không có trận đánh của hải quân Trung Quốc vào đảo Kim Môn của Đài Loan vào đêm hôm kia, thì thế giới cũng không biết Đại tá Thế là ai. Đơn giản là ông đã giúp Đài Loan xây dựng hệ thống đường ngầm giống hệt địa đạo củ chi ở Việt Nam thời chống Mỹ. Hệ thống này đã vô cùng hiệu nghiệm khi vô hiệu hóa cả bom đạn và có cỡ kích của Trung Quốc. Bao giờ cũng vậy, nếu muốn tấn công lên đảo Trung Quốc phải dùng pháo kích bắn từ khu vực biển Hạ Môn đến đảo Kim Môn hoặc Trung Quốc sẽ cho máy bay anh tạc thả mưa bơm xuống hòn đảo này. Sau khi dội bơm pháo kích xong, hải quân Trung Quốc mới tấn công vào bờ để chiếm lĩnh những tr... những trận đánh vừa qua quân đội Đài Loan đã từ dưới địa đạo đường hầm Kim Môn chui lên như những bóng ma. Khi 12 tàu chiến Trung Quốc tấn công lên đảo với lợi thế có lớp phòng ngự che chắn cộng với ba lớp bảo vệ dày đặc. Lớp bảo vệ đầu tiên là hỏa lực mạnh như tên lửa bắt vai B-41 DKZ. Bốn hỏa lực này bắn cháy ngay bốn con tàu chiến, diệt mấy trăm lính Trung Quốc khiến tám chiếc tàu còn lại của Trung Quốc phải chạy mất dép. Từ trận đánh này, Tên tuổi của Đại tá Nguyễn Văn Thế bỗng nổi như cồn. Từ ngày hôm qua đến giờ, nhiều báo chí đưa tin viên Đại tá này lên trang nhất. Những tờ báo này cũng đưa nhiều lời bình luận khác nhau về con đường hầm độc đáo dưới lòng đất của Kim Môn. Khán giả cho rằng trong câu chuyện này có rất nhiều điều bất hợp lý. Chẳng hạn, địa đạo của Chi, thời chống Mỹ của Việt Nam cách đây gần nửa thế kỷ. Nó quá lạc hậu, làm sao áp dụng cho thời đại ngày nay. Điều này thì ai cũng nhận ra và phải công nhận là đúng. Tuy nhiên, không thể ngờ rằng người Việt Nam ta có rất nhiều sáng kiến chẳng hạn như thời chống Mỹ, Việt Nam sáng chế tên lửa Sam 2 thành Sam 3. Có đủ khả năng bay cao 9m, bắn cháy máy bay B52 của Mỹ. Vào thời điểm đó, miền Bắc Việt Nam còn lạc hậu vô cùng nhưng người Việt Nam vốn có trí sáng tạo cao nên có những điều mà chỉ có người Việt Nam mới làm được, mà cả thế giới chưa làm được. Con đường hầm đảo Kim Môn đến giờ này vẫn không ai biết Đại tá Thế đã chỉnh chu ra sao, nhưng chắc chắn nó được thiết kế tu bổ lại để bơm đạn của máy bay Trung Quốc trở thành vô tác dụng. Hơn nữa, khi phải chiến đấu với lính thủy đánh bộ của Trung Quốc, lính Đài Loan đã áp dụng chiến thuật lối đánh du kích của người Việt Nam. Bởi vậy quân lính Trung Quốc mới thua tan tác cây cú vì trận thua đó. Tập Cận Bình còn cây cú hơn khi biết Đại tá Thế hiện nay đang là cố vấn quân sự cấp cao cho Tổng thống Thái Anh Văn. Đã mấy lần trong hai năm qua Tập Cận Bình cho quân ám sát bà Thái Anh Văn. Đại tá người Việt Nam này đã đọc được từng âm mưu của Chủ tịch Trung Quốc bởi thế bà Thái chỉ một lần bị thương nhẹ Việc đầu tiên mà Tập Cận Bình ra tay chính là Hạ uy tín của bà Thái với viên đại tá này Theo đó vào sáng nay Nhiều nguồn tin trên mạng đưa tin về Lý lịch của đại tá Nguyễn Văn Thế Và mối tình sặc mùi tiền của bà Thái Theo đó các nguồn tin này đều nói rằng Đại tá Thế và bà Thái Anh Văn Có mối tình xuyên quốc gia bất chính Duyên bà Thái Tính đến thời điểm này vẫn chưa có chồng, trong khi đó bà đã 65 tuổi. Còn đại tá Thế kém hơn bà Thái Anh Văn đến 10 tuổi, có vợ và cháu nội ngoại đầy đủ ở Việt Nam. Bà Thái thích người phi công trẻ này nên đã lợi dụng chức quyền tham ô của quốc gia lấy tiền mua một căn hộ trị giá 10 triệu đô la tại quân Trung, quận Trung Chính. Ngoài ra bà Thái còn cho viên phi công này một khoản tiền kết xù trị giá hàng triệu đô la vợ con của viên đại tá thế viết đơn gửi nhà nước Việt Nam đề nghị cho chồng cha về nước nhưng yêu cầu này không được chấp nhận phía chính quyền Việt Nam vẫn bao dung cho tội ác để hưởng lợi đôi đường trong khi đó người Đài Loan vẫn lầm tưởng bà Thái là một người chân chính sau khi nguồn tin này được phát tán trên mạng người dân Đài Loan đã vào bình luận xôn xao về vấn đề này nhiều người yêu cầu những tác giả của bài viết hãy đưa số nhà ngôi biệt thự của bà thái mua cho viên đại tá này để họ điều tra nếu thực sự như trên họ sẽ yêu cầu chính phủ họp quốc hội truất quyền của bà thái và đưa bà vào ngồi tù và đuổi đại tá thế về nước tuy nhiên tác giả bài viết đã không đưa ra được những bằng chứng đối chất với dân chúng nhiều người tỉnh táo hơn nói rằng đây là âm mưu của phía Trung Quốc nhằm làm giảm uy tín của bà Thái mà thôi. Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Ukraine trừng phạt nhiều nhân vật hoạt động trong lĩnh vực văn hóa của Nga. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 7 tháng 1 đã ký sắc lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với đạo diễn phim người Nga Nikita Mikhalko và 118 người khác. Theo tài liệu được công bố trên trang web của văn phòng tổng thống Ukraine. Trong danh sách những người bị trừng phạt có ca sĩ opera người Nga Anna Nechepo, nhà thiết kế Alexander Dugin, tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Gosia, Segona, Mitri Kiseyo, tổng biên tập kênh truyền hình RT Magatia, Sumoyan, các nhà khoa học chính trị, ca sĩ và diễn viên. Danh sách này cũng bao gồm một số công dân Ukraine. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, đình chỉ các hoạt động kinh tế và tài chính, chấm dứt trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh Ukraine, thu hồi các giải thưởng nhà nước Ukraine và những biện pháp khác. Sắc lệnh mới sẽ có hiệu lực trong 10 năm. Trước đó vào tháng 12 năm 2022, ông Yudasaki đã áp lệnh trừng phạt 7 linh mục của nhà thờ chính thống Ukraine. Nga phá hủy khí tài chặn các cuộc tấn công của Ukraine trong lệnh ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã áp chế các cuộc tấn công của Ukraine trong lệnh ngừng bắn. Ngày 7 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga tiếp tục báo cáo về tiến độ của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Các lực lượng Nga đã tuân thủ lệnh ngừng bắn dọc theo toàn bộ chiến tuyến trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt kể từ 12 giờ trưa ngày 6 tháng 1 theo giờ Moscow. Tuy nhiên, chính quyền Kiev vẫn tiếp tục nã pháo vào các khu dân cư và các vị trí của Nga trong 24 giờ qua. Ở hướng Ganis Liman, lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã bắn 11 quả đạn cối vào các vị trí của Nga. Ở các hướng Sulada, Adyaka và Mazinka AFU tấn công quân đội Nga bằng cách sử dụng các phương tiện pháo binh 50 lần. Quân đội Ukraine đã bắn hơn 60 quả đạn pháo cỡ lớn vào khu dân cư Donetsk, trong khi Makayaka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR bị tấn công bởi hệ thống hi mắt của Ukraine do Mỹ sản xuất. Ngoài ra, AFU đã nổ súng 31 lần vào khu vực Zaporozhye, trên các hướng Kherson và Givogos. AFU đã mở 17 đợt tấn công bằng pháo binh. Các lực lượng Nga đã bắn trả vào tất cả các vị trí mà AFU tiến hành pháo kích và trấn áp các cuộc tấn công này. Bất chấp việc AFU nã pháo vào các khu dân cư và vị trí của Nga, việc thực hiện chế độ ngừng bắn vẫn được lực lượng Nga áp dụng cho đến 24 giờ ngày 7 tháng 1. Ở hướng Kuzan, một cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 14 AFU đã bị Nga đẩy lùi gần Sinkoka, vùng Khako. Hơn 20 quân nhân Ukraine, một xe tăng, một phương tiện Grab và hai phương tiện cơ giới của họ bị tiêu diệt trong cuộc bắn trả. Ở hướng Ganis Liman, hai nhóm tấn công của lữ đoàn tấn công đường không 80 và 95 của AFU đã bị đẩy lùi gần Sega Janskoye, Linh Keto tổng thiệt hại của các đơn vị Ukraine là hơn 30 quân, 2 khẩu pháo D20, một xe chiến đấu bọc thép và một xe bán tải. ở hướng Đông Next, một nỗ lực của các đơn vị AFU thuộc Lữ đoàn tấn công cơ giới số 110 và 79 nhằm tấn công các vị trí của Nga gần Kasno Gokoka và Zerzeya, BPR, chúng đã bị cản trở. tổn thất của Ukraine trong cuộc tấn công lên tới 50 quân nhân thương vong, một xe tăng và một phương tiện cơ giới. Ở hướng Nam Đông một cuộc phản công của các đơn vị thuộc Lữ đoàn 108 phòng thủ lãnh thổ của AFU gần Novo Majorskoye đã bị lực lượng Nga ngăn chặn. Hơn 20 quân nhân Ukraine, hai khẩu lũ pháo D-30, một xe bọc thép chở quân và một xe bán tải của họ bị tiêu diệt lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt 4 UAV Ugana gần Ichenkovo, vùng Zabogoza và Ganitrek, vùng Kherson. Ngoài ra, 5 tên lửa phóng từ hệ thống Ugagan và Himak và một tên lửa chống radar HAM của Ugana do Mỹ sản xuất đã bị đánh chặn gần Makayaka, Gusekoya, DPR và Ochetvatoya, vùng Zabogoza. Ukraine tố Nga tự vi phạm lệnh ngừng bắn, liên tiếp pháo kích 3 mết. Theo Wendy Ng, trong ngày 7 tháng 1 giờ địa phương, Tổng thống Ulena Yanasaki nói rằng các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục tại thành phố Ba Mết. Họ nói về một lệnh ngừng bắn vào dịp Giáng sinh của chính thống giáo, nhưng có vẻ nó không áp dụng tại Ba Mết và một số khu vực khác. Ông nói, trong khi đó, văn phòng công tố viên vùng Donetsk cho biết đã có ít nhất hai người thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong trận pháo kích gần nhất ở Ba Mết. Bên cạnh thiệt hại về người, rất nhiều khu chung cư và nhà dân cũng bị hư hại nghiêm trọng. Văn phòng công tố viên vùng Đông nhấn mạnh rằng cuộc pháo kích xảy ra ngay trong ngày đầu tiên của lệnh ngừng bắn tạm thời do Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt ra. Iran treo cổ nhà vô địch Kagata, Mohammad Kagami. Hai thanh niên Iran ở độ tuổi 20, trong đó có nhà vô địch Kagate Mohammad Mehdi Kagami đã bị thực thi án treo cổ hôm ngày 7 tháng 1 sau những nỗ lực xin ân xá bất thành. Cả hai được cho là đã tham gia vào các cuộc biểu tình vào năm ngoái. Họ bị kết tội giết Seji Guholas Azamian, một thành viên của lực lượng bán quân sự Basik của Iran tại Kazai hôm ngày 3 tháng 11 năm 2022, theo hãng tin Nizam. Trong một diễn biến tiếp theo, nổ đường ống dẫn khí đốt ở Luhan, theo EGEA Novosti, trong ngày 7 tháng 1, một vụ nổ lớn đã được ghi nhận ở đường ống dẫn khí chính của thành phố Lutuhine thuộc khu vực do Nga kiểm soát ở Luhan. Truyền thông địa phương cho biết một đám cháy lớn đã bùng phát sau vụ nổ vụ việc khiến khoảng 11.000 hộ dân bị cắt nguồn cung khí đốt tại thời điểm đó. Đám cháy sau đó đã được dập tắt, nguyên nhân của vụ nổ đang được làm rõ. Nga chuyển thêm quân và vũ khí tới Belarus. Theo Gada, ngày mùng 5 đến ngày mùng 6 tháng 1, có khoảng 800 binh lính Nga đã tới Belarus trên chuyến tàu hỏa xuất phát từ ga Smolensk. Trong cùng thời gian này, một đoàn tàu khác của Nga cũng tới thành phố của Pilagos. Đoàn tàu này có khoảng 30 toa chất đầy thiết bị và phương tiện quân sự. Nga tuyên bố duy trì lệnh ngừng bắn đơn phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga ở Ukraine sẽ duy trì lệnh ngừng bắn mà nước này đơn phương tuyên bố nhân dịp lễ Giáng sinh của Chính thống giáo cho đến nửa đêm ngày 7 tháng 1, bất chấp việc Ukraine từ chối đề nghị ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội chỉ đáp trả khi bị lực lượng Uganda nã pháo. Uganda đã từ chối đề nghị ngừng bắn của Nga, cho đây chỉ là một mánh khóe nhằm tạo cơ hội cho các lực lượng Nga nghỉ ngơi và tái vũ trang, đồng thời cho biết họ sẽ tiếp tục chiếm lại lãnh thổ bị chiếm giữ. Trong một diễn biến liên quan, Mỹ vận động Italia gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Theo Guardian trong ngày 7 tháng 1, ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng, đã có cuộc trò chuyện với ông Francisco Talo, cố vấn ngoại giao của Thủ tướng Italia. Ông Sullivan đã đề nghị phía Italia chuyển thêm các hệ thống phòng không Trugena. Tờ La Gepulica cho biết, ông Talo đã đồng ý với đề nghị của Mỹ. Một số quan chức của Rome tiết lộ hệ thống phòng không được Washington yêu cầu chuyển cho Kiev là SAM trên T. Hy Lạp có kế hoạch xây hàng rào biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Công dân Hy Lạp Stakis Theodokos tuyên bố nước ông đang lên kế hoạch xây dựng hàng rào dài 140 km với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm ngăn dòng người di cư bất hợp pháp vào đất nước. Đài Agasti đưa tin Ấn Độ, Nhật Bản lần đầu tổ chức tập trận không quân song phương Ngày 7 tháng 1, Không quân Ấn Độ, IAF thông báo nước này và Nhật Bản sẽ tổ chức cuộc tập trận không quân song phương đầu tiên từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 1 tới. Động thái phản ánh mối quan hệ quốc phòng ngày càng gia tăng giữa hai nước. Cuộc tập trận mang tên Vagonian 2023 có sự tham gia của IAF và lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản sẽ được tổ chức tại căn cứ Không quân Yakugi của Nhật Bản. Iran thay tư lệnh cảnh sát, Trưởng tướng Ahmad Gaza Radan ngày 7 tháng 1 được bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh cảnh sát Iran thay Trưởng tướng Hossein Astari. Hãng thông tấn ENA đưa tin. Bạo loạn gây chết người tại nhà tù ở Myanmar. Trong một thông báo với truyền thông địa phương, chính quyền quân sự Myanmar cho biết cuộc bạo loạn nổ ra sau khi lính gác tịch thu điện thoại di động của một tù nhân vào tối ngày 5 tháng 1 và áp dụng biện pháp kỷ luật. Khoảng 70 tù nhân đã trốn thoát khỏi phòng giam và phá hoại tài sản vào sáng ngày mùng 6 tháng 1. Các tù nhân sử dụng gậy, gạch và các mảnh xi măng để tấn công lực lượng an ninh. Giới chức đã cố gắng kiểm soát tình hình nhưng các cuộc đàm phán thất bại khiến họ phải nổ súng để giải tán đám đông và kiểm soát cuộc bạo loạn tướng Mỹ bị sa thải vì lợi dụng việc quân cho mục đích cá nhân. Theo truyền thông Mỹ, vị tướng này đã yêu cầu các binh sĩ dưới quyền làm các công việc nằm ngoài nhiệm vụ của họ như làm tài xế riêng, đi siêu thị. Có gần 200 người sống trên dãy Himalaya phải sơ tán vì nhà xuất hiện vết nứt. Gần 200 người ở một thị trấn trên dãy Himalaya đã phải sơ tán khi các ngôi nhà của họ xuất hiện vết nứt do sụp lúng đất.